Chào mừng quý vị quay trở lại với phần tiếp theo của chương trình Đồng tiền thông minh trên kênh FBNC với cuộc trò chuyện cùng anh Trần Ngọc Tâm là Phó Tổng Giám đốc của Ngân hàng Nam Á. Vâng, thưa anh, trong phần tiếp theo thì sẽ được hỏi anh thêm về một chủ đề mà người rất nhiều khán giả FBNC cũng rất là quan tâm, đó chủ đề liên quan tới tài chính cá nhân. Thì ở đây khi họ bước chân vào ngân hàng thì có thể là có rất nhiều cái sản phẩm tiết kiệm, sản phẩm khác nhau về mức lãi suất, mức kỳ hạn này nọ. Đôi khi họ cảm thấy băn khoăn là không biết chọn sản phẩm nào. Thì anh có thể chia sẻ một chút trên kinh nghiệm của mình với những sản phẩm của Nam Á Bank, thì những lời khuyên dành cho người khách hàng khi mà họ bước chân vào và muốn chọn một sản phẩm cho mình. Hiện nay trên thị trường tài chính, các tổ chức tín dụng trên thị trường tài chính hiện nay có rất nhiều sản phẩm với nhiều tên gọi khác nhau. Thì đó là tùy theo cái cách nhìn của các tổ chức tín dụng, và họ đưa ra các cái loại hình dịch vụ cũng như là các cái hình thức khác nhau để có thể phục vụ được đa dạng được nhiều hơn các cái thành phần loại khách hàng khác nhau. Nhưng mà tự chung thì các cái loại hình tiết kiệm thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là nó đâu đó nó cũng chỉ có vài cái mục đích cuối cùng. Thì cụ thể là đối với Nam Á chúng tôi thì chúng tôi có những cái loại hình tiết kiệm mà nó phù hợp với cái mục đích gửi, cái nhu cầu gửi và cái khả năng cũng như là cái mục đích sử dụng cái đồng tiền tiết kiệm này trong tương lai như thế nào, mà khách hàng có thể lựa chọn các cái sản phẩm khác nhau. Cái sản phẩm tiền gửi tiết kiệm cũng như tiền gửi thanh toán được quyết định dựa trên chính người tiêu dùng, chính khách hàng, và khách hàng sẽ dựa trên cái sự tư vấn của các tổ chức tín dụng. Và Nam Á chúng tôi có những cái loại hình tiết kiệm hiện nay tôi cũng xin chia sẻ. Thứ nhất là đối với tiết kiệm thông thường thì cái loại hình này thì trước đến nay thì người tiêu dùng có thể gửi tiết kiệm mà tiền nhàn rỗi của mình và xác định được cái thời gian mà khách hàng có thể rút ra, hay nói cách khác là người tiêu dùng có thể xác định trước là cái thời gian nhàn rỗi mà mình chưa sử dụng được thì quý vị có thể sử dụng cái sản phẩm này. Cái thời gian nhàn rỗi này nó phù hợp với cái thời gian mà khách hàng gửi tiết kiệm vào ngân hàng. Cái loại hình thứ hai là tiết kiệm trả lãi ngay. Trả lãi ngay tức là người tiêu dùng, khách hàng có thể nhận ngay một khoản tiền lãi ngay khi gửi. Cái loại hình thứ ba đó là cái tiết kiệm tích lũy. Thì loại hình tích lũy này cũng phù hợp với cái loại khách hàng là có những cái nhu cầu mà gửi tích lũy hàng tháng hoặc là hàng quý, hoặc là một thời gian được xác định trước phù hợp với cái thu nhập trên cái định kỳ này. Ví dụ là khách hàng có những cái thu nhập ổn định hàng tháng là 5 triệu đồng thì họ có thể sử dụng cái sản phẩm tiết kiệm mà tích lũy này để hàng tháng họ tích lũy vào trong cái sổ tiết kiệm của mình một cách đều đặn và vẫn đảm bảo được cái lợi suất cao nhất, cái lãi suất cao nhất. Một cá nhân có nên sở hữu quá nhiều sổ tiết kiệm hay không? Về sở hữu tiết kiệm thì đây cũng là một cái sự lựa chọn, và tôi nghĩ rằng là hiện nay các cái tổ chức định chế tài chính cũng có nhiều tư vấn viên có thể giúp cho khách hàng. Và Nam Á chúng tôi cũng có những lời khuyên rằng là nếu khách hàng có nhiều nhu cầu trong các cái định kỳ trong tương lai thì chúng ta mới nên có nhiều sổ và có nhiều cái tài khoản để chúng ta có thể sử dụng một cách linh hoạt và đảm bảo được cái lãi suất một cách tối ưu. Còn nếu chúng ta không có những cái kế hoạch sử dụng vốn, kế hoạch sử dụng cái đồng tiền tiết kiệm tích góp của chúng ta trong tương lai một cách là cụ thể thì chúng ta nên sử dụng mà ít hoặc có thể một cái sổ tiết kiệm thôi, vì nó sẽ rất dễ cho các vị là quản lý tài chính cá nhân của mình, đồng thời biết được là cái dòng vốn, cái tiền nhàn rỗi của mình và cái lãi suất của mình, và họ quản lý thông tin cá nhân của mình một cách tốt nhất. Liên quan đến việc sử dụng thẻ tín dụng thì trước cái lời chào mời rất là hấp dẫn của nhiều cái ngân hàng hiện nay cho việc là có một cái thẻ tín dụng để chi tiêu, thì ở đây người khách hàng nên cân nhắc như thế nào khi lựa chọn là chúng ta có nên sở hữu cái thẻ tín dụng hay không? Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại thẻ tín dụng của các tổ chức tín dụng cá nhân là cung cấp, có thể là Visa, Master hoặc là GBC. Đấy, thì rất nhiều loại hình như vậy. Nhưng theo quan điểm của cá nhân tôi thì nếu khách hàng
an toàn và quản lý tốt thì nên sở hữu tối đa là không quá 3 thẻ. Lý do một cách rất đơn giản là nếu chúng ta sử dụng quá nhiều thẻ tín dụng thì chúng ta sẽ không quản lý tốt nhất về các cái giao dịch của mình, đồng thời là có thể kiểm soát được cái tính rủi ro. Một trong những cái rủi ro đó là mất cái thẻ hoặc là mất password, hoặc là có thể bị đánh cắp cái thông tin trên thẻ, và rủi ro hơn nữa là có thể mất tiền dựa trên các cái hacker trên mạng họ đang đang tấn công. Và cái ba thẻ là chúng tôi quan điểm với cá nhân của tôi thì quan điểm rằng là hiện nay các cái tổ chức thẻ lớn trên thế giới thì cũng khoảng 3 đến 4 thẻ là tổ chức thẻ lớn. Thì chúng ta nên sở hữu tối đa cũng có 3 thẻ. Cái vấn đề mà an toàn thanh toán trong việc thanh toán qua mạng, qua online đó thì hiện nay cái môi trường ở Việt Nam nó đã như thế nào? Bởi vì vẫn rất nhiều người vẫn lo ngại khi mà sử dụng thẻ tín dụng là họ vẫn sợ cái thông tin hoặc những sợ mất an toàn thông tin trên mạng khi thanh toán. Thì hiện nay ở Việt Nam, làm người trong ngành thì anh có thể chia sẻ một chút để người dân an tâm là cái môi trường thanh toán hiện nay đã như thế nào rồi? Về cái quản lý thông tin và bảo mật thông tin cũng như là hệ thống an toàn thì hiện nay cũng xin chia sẻ thêm là trước đây thì hệ thống thanh toán thẻ, đối với thẻ ghi nợ và thẻ ghi có thì chúng ta sử dụng trên cái hệ thống thẻ là thẻ từ. Và mức độ thẻ từ thì nó cũng không đáp ứng được nhu cầu trước mắt. Còn vấn đề cái bảo mật thông tin và an toàn thông tin thì cũng chưa đáp ứng được cái nhu cầu. Và hiện nay theo chúng tôi thấy rằng là trên thị trường đã bắt đầu có nhiều loại thẻ EMV. Đây là cái thẻ chip và cái mức độ an toàn cũng như là bảo mật thông tin rất cao. Và ngoài ra là các cái tổ chức tín dụng hiện nay, các cái tổ chức cung cấp các cái thẻ tín dụng thì họ cũng có những cái hệ thống quản trị rủi ro và hệ thống quản trị kiểm soát cái an toàn 3 cấp. Từ cấp hệ thống, rồi cấp đơn vị và cấp trung tâm. Thì họ chia ra 3 cấp như vậy thì rõ ràng rằng là khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm. Như vậy thì người tiêu dùng ở đây, người khách hàng nên cân nhắc ra sao khi phải chọn lựa giữa vay tiêu dùng và sử dụng thẻ tín dụng? Vay tiêu dùng và thẻ tín dụng thì giống nhau ở chỗ là đây là một cái khoản cấp tín dụng mà cho cá nhân. Và về hình thức, về mục đích, về lãi suất và kỳ hạn trả nợ thì có khác. Khác hơn thì tôi cũng xin chia sẻ một số điểm chính. Thứ nhất là cái hình thức thì thẻ tín dụng thì thực hiện vào hình thức là thanh toán và cà thẻ để thực hiện thanh toán các cái loại hình mua bán các sản phẩm dịch vụ. Thế còn đối với vay tiêu dùng thì thực hiện để vay để xử lý thanh toán và trả các cái loại mục đích là sửa chữa nhà, mua nhà hay là đi du lịch, chữa bệnh và các mục đích tiêu dùng khác. Đối với cái thời gian trả nợ thì đối với lại thẻ tín dụng thì là chúng tôi riêng Nam Á Bank chúng tôi thì là miễn phí 45 ngày và có thể khách hàng có thể lựa chọn phù hợp với khả năng thanh toán và thanh toán chỉ thanh toán cái số tối thiểu dựa vào một cái thời gian sau 45 ngày. Còn đối với cái cho vay tiêu dùng thì khách hàng phải thanh toán sau cái định kỳ trả lại hàng tháng. Thí dụ ngân hàng cung cấp là cho khách hàng trả định kỳ là 1 tháng thì sau 1 tháng khách hàng phải trả lãi. Về lãi suất vay thì lãi suất đối với cho vay tiêu dùng chúng tôi đang thấp hơn nhiều so với lãi suất cho vay đối với thẻ tín dụng. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều về những chia sẻ ngày hôm nay. Xin chúc anh thành công trong năm 2014. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của anh Trần Ngọc Tâm là Phó Tổng Giám đốc của Ngân hàng Nam Á. Đến đây thì chương trình Đồng Tiền Thông Minh cũng sẽ được khép lại phần 2. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình này trên trang web đồng tiền thông minh fbnc.com hoặc là facebook.com/đồng tiền thông minh.